Dân tộc Ơ Đu là một trong năm dân tộc ít người nhất của Việt Nam, cư trú ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình sinh tồn và phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người Ơ Đu cũng có đặc trưng riêng từ tiếng nói, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tri thức dân gian. Gần đây, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện đã góp phần quan trọng vào đời sống vật chất, đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Ơ Đu ở Tương Dương nói riêng luôn được quan tâm và triển khai tích cực.